một mức giá rất là hợp lý cho quý vị có nhu cầu sắm đồ thờ để trưng bày Tết cho gia đình. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày cuối tháng 12 năm 2020. Trong video clip ngày hôm nay thì em xin giới thiệu cũng như là báo giá chi tiết về bộ bàn thờ gỗ mít. Đây là một sản phẩm của một khách hàng ở tại Sa Nhai Cẩm Khê và cũng rất là gần cơ sở của chúng em thôi. Trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể của bộ bàn thờ này. Thì toàn bộ là sử dụng là chất liệu là gỗ mít ta quý vị ạ. 100% chất liệu gỗ mít ta. Với cái mẫu này gọi là mẫu bàn thờ triện, quý vị có thể gọi là bàn thờ như ý. Thì chính giữa bàn thờ là có được đục chạm các hoa văn triện tàu cũng như là bốn cảnh là tứ quý, tùng, trúc, cúc, mai kết hợp với những cái gấm chữ vạn hoặc là chữ thọ. Đây là dạ này, gọi là mẫu này đục gọi là mẫu là triện tàu lá dắt quý vị này. Đây là mẫu đục gọi là triện tàu lá dắt, gọi là bàn thờ triện. Chân là chân 10. Rất là đẹp quý vị nhé. Cái mẫu này rất là đẹp cũng như là nó nhỏ nhắn, như là lại phù hợp với túi tiền của một số khách hàng có mức tiền rất là bình dân. Mức tiền bình dân nhưng mà khi chúng ta kê bộ bàn thờ này vào thì nó vẫn rất là hợp lý này. Bên dưới này kết hợp là có một chiếc bàn cơm này. Bàn cơm này là dài 1m27 này. Bàn thờ này thì chiếc bàn cơm bên dưới này thì cũng là đục là mẫu triện tàu ở bên trên cổ để gấm chữ vạn giống với chiếc bàn thờ bên dưới bên trên. Tổng thể rất là đẹp và hài hòa. Phân bố những cái hoa văn này quý vị này, những hoa văn này nhà em làm thợ đục là phân bố là rất hợp lý đấy. Đây một góc nghiêng của cái bộ bàn thờ này cũng như là gỗ rất là đẹp. Và em hôm nay em xin báo giá luôn, chiếc bàn thờ này thì là có giá là 11 triệu quý vị nhé. Và chiếc bàn cơm này có giá là 5 triệu, tổng cả bộ này chỉ có 16 triệu thôi. Một mức giá rất là hợp lý cho quý vị có nhu cầu sắm đồ thờ để trưng bày Tết cho gia đình. Một mức giá quá là hợp lý luôn. Bộ bàn thờ nhỏ nhắn đây, em sẽ quay lia máy tổng thể này cho quý vị xem này. Đó. Đây là 4 cái tứ quý của nó đây. Bốn cảnh tứ quý nó thì bao gồm một cảnh này là tùng này, cúc này, bên này trúc này, đây là mai này, đấy, trúc cúc mai, bốn mùa, xuân hạ thu đông. Đây, phần mặt đây, gỗ lạt thì là rất là đẹp rồi. Và hiện tại thì nhà em đang còn rất là nhiều, còn sẵn rất là nhiều, sẵn mộc rất là nhiều những cái bộ bàn thờ như ý như này quý vị nhé. Và quý vị nào có nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp để sở hữu cũng như sắm cho mình một bộ bàn thờ để chuẩn bị đón Tết 2021 này, trang hoàng cho ngôi nhà của mình. Ok mọi người, sau video này em sẽ kết thúc video đây và chuẩn bị bàn giao lên xe cho khách hàng. Ok mọi người.